Trong tập mới nhất của phim Câu chuyện Hoa hồng, chuyện tình yêu của nữ chính Hoàng Diệt Mai, Lưu Diệt Phi đóng và người xếp tài giỏi điển trai Trang Quốc Đống, Bành Quán Hành thể hiện đã có kết quả. Sau màn thổ lộ dưới trời mưa Thượng Hải, cả hai đã sáng tỏ tình cảm của nhau. Lúc này diễn biến tình yêu của họ phát triển nhanh. Hoàng Diệt Mai là cô gái tự tin cuồng nhiệt khi yêu. Khi cô đi công tác về, Trang Quốc Đống đón Hoàng Diệt Mai tại sân bay. Họ về nhà anh và cả hai lao vào nhau. Cảnh giường chiếu của Lưu Diệt Phi được quay khá chi tiết, từ thang máy tới trên giường. Chi tiết này bị nhận xét là quá dung tục, phản cảm, không nên chiếu trên đài truyền hình quốc gia. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trên mạng bảo vệ hai diễn viên và bộ phim. Họ cho rằng cả Hoàng Diệt Mai và Trang Quốc Đống đều là người trưởng thành và gặp lại nhau sau khoảng thời gian xa cách, nên cách thể hiện sẽ cuồng nhiệt hơn. Trên mạng xã hội Weibo, khán giả khen ngợi cảnh hôn của Lưu Diệt Phi ấn tượng, có hương vị của người trưởng thành, dù làm cho người xem đỏ mặt nhưng rất cuốn hút. Bên cạnh đó, thành tích phim Câu chuyện Hoa hồng cũng ngày càng tốt. Cụ thể, phim liên tục phá kỷ lục về độ hot trên nền tảng Tencent Video cho dòng phim ngôn tình hiện đại. Chỉ sau 25 phút, Câu chuyện Hoa hồng trở thành phim đạt mức nhiệt độ 22.000 điểm nhanh nhất nền tảng. Thành tích trước đó thuộc về Thừa Hoang Ký của Dương Tử với 30 phút. Sau đó, phim cũng phá các mốc 23.000, 24.000 điểm nhiệt nhanh nhất năm 2024. Mặt khác, khả năng kêu gọi đầu tư quảng cáo của Lưu Diệt Phi cũng rất tốt. Sau 5 tập phim, có tới 11 thương hiệu đăng ký quảng cáo trải đều cho các tập, tổng thời lượng là 410 giây. Thành tích này chứng minh sức ảnh hưởng của Lưu Diệt Phi đã được các nhà đầu tư công nhận. Câu chuyện Hoa hồng cũng có sự tăng trưởng rating khả quan. Phim chiếu trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV8 với mức nền 0,6%, sau đó đạt mức rating cao nhất là 1,9%. Trung bình của hai tập đầu tiên đạt 1.3191%. Sự tăng trưởng này thể hiện nội dung phim nhận được sự yêu thích của khán giả. Sau khi phim lên sóng, chủ đề Lưu Diệt Phi vừa xuất hiện thì Tôi Đã Yêu Rồi cũng trở thành từ khóa hot nhất trên mạng xã hội Weibo. Khán giả khen ngợi ngoại hình trẻ trung của Lưu Diệt Phi. Nữ diễn viên 37 tuổi thể hiện tốt nhân vật ở độ tuổi 22 với đôi mắt trong veo. Trong những tập đầu, nữ chính Hoàng Diệt Mai gặp phải rắc rối do nhan sắc tuyệt mỹ của mình. Cô tới công ty của anh trai để làm thực tập sinh, nhưng được một đàn anh tên Chu Sĩ Huy trong công ty yêu mến. Tuy nhiên, Chu Sĩ Huy đã có hôn thê hẹn hò suốt 7 năm. Đến ngày đăng ký kết hôn, Chu Sĩ Huy hủy hôn vì cho rằng hiện tại nếu anh ta dứt bỏ mối quan hệ cũ thì sẽ tới được với Hoàng Diệt Mai. Hôn thê của Chu Sĩ Huy đã tới nhà chỉ trích Hoàng Diệt Mai, khiến cô bị mẹ nhốt trong phòng. Tuy nhiên, Hoàng Diệt Mai cho rằng bản thân không sai nên đã trốn đi. Câu chuyện Hoa hồng kể về Hoàng Diệt Mai, một quý cô lớn lên trong gia đình hạnh phúc sung túc tại Thượng Hải. Từ nhỏ, Hoàng Diệt Mai thông minh nổi bật, biết cưỡi ngựa, quay phim, học kiếm đạo. Hiện tại cô làm giám định nghệ thuật, là nữ thần mà mọi người đều thấy thu hút. Bộ phim là chuyến hành trình mãi miết đi tìm tình yêu đích thực của một cô gái nhan sắc có thừa, tự tin có sẵn, nhưng luôn đặt ra câu hỏi về ý nghĩa thực sự của cảm xúc, của những rung động. Bên cạnh, Hoàng Diệt Mai không thiếu những người đàn ông theo đuổi. Khi mới đi làm, cô đã được trọng dụng và được đồng nghiệp Trang Quốc Đống, Bành Quán Hành yêu thích. Cả hai hẹn hò, nhưng Trang Quốc Đống lại lựa chọn ưu tiên sự nghiệp hơn tình cảm. Hoàng Diệt Mai quyết định từ bỏ công việc trở về trường học nâng cao. Sau đó, cô kết hôn với Phương Hiệp Văn, Lâm Canh Tân. Phương Hiệp Văn kém hơn Hoàng Diệt Mai về mọi mặt. Cô từng nghĩ mình sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân nhiều khác biệt này và cố gắng thay đổi để làm vừa lòng chồng. Nhưng sau đó, Hoàng Diệt Mai nhận ra mình không còn là chính mình. Do đó, cô quyết định ly hôn. Sau những đổ vỡ, Hoàng Diệt Mai tập trung phát triển sự nghiệp nghệ thuật và công việc giám tuyển tác phẩm. Cô gặp gỡ tri kỷ Phổ Gia Minh, Hoắc Kiến Hoa, nhưng anh chỉ còn sống được vài tháng. Họ vẫn yêu nhau nồng say dù thời gian hữu hạn.